mới vui lòng mẹ cha. Ban tổ chức lễ tang và gia đình xin kính chào đoàn đại biểu gia đình cháu Sử Hương Sơn Đôn, gia đình anh chị Mạnh Quý, cha Lâm Lâm. Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra. Ban tổ chức gia đình xin chào và giới thiệu gia đình hai cháu Lê Lâm ở xóm ba và Lương Chiêm Bảy trong dinh phủ. Chúc lễ tang và gia đình chúc mừng năm ba mới nhiều gia đình ông Hương, gia đình cháu Vĩnh ở xóm ba và pháp hương chiêm bái trong linh cổ. Mẹ ơi cha mẹ nuôi các con đi từ thấp chi con mà chiếu giường từ đây chưa chan ướt đầm mà đầm 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 chỗ giáo để xe con. Thank you.
biết rằng tang và gia đình trên trân trọng giới thiệu có ai sẽ ông cờ và sóng ta vào đắp lên trên bãi trong sông thì mới lo được hiệp tâm lòng mẹ đuổi con. Gia đình bà Toán ở xóm 3, gia đình bà Tuế ở xóm 4, gia đình cháu Giang ở xóm 3, gia đình cháu Văn Thi ở xóm Ó vào thắp hương chiêm bái vong linh cụ. Chúc lễ tang và gia đình trên trân trọng của giới thiệu gia đình cháu Hương Phương ở Chạy Vàng vào thắp hương chiêm bái vong linh cụ. Thank you.
ban tổ chức lễ tang và gia đình xin trân trọng và giới thiệu gia đình bà Luyến, gia đình bà Quyến, gia đình bà Huyên Thái ở xóm ba vào thắp hương chiêm bái vong linh cổ. Xin kính thưa vong linh hồn của mẹ. Mẹ ơi, giờ này đây thì màn đêm đã bao phủ cho tất cả các con trai dâu gái rể của mẹ mượn cái đèn để thay lời than vinh biệt, rồi sáng ngày mai đưa đến người mẹ hiền thân thương về chốn vĩnh hằng. Nơi ấy các con cầu chúc cho vong linh hồn của mẹ được siêu thoát, cho tất cả các con lúc này đây mượn tiếng đèn thay lời than vinh biệt. Nghĩa bàn